Nồi cá đây này, bây giờ bắt đầu em kho cá ngang đó. Và bây giờ em nhồi thịt ra ngang. Nhồi thịt đầu khuôn ngang. Khứa ra. Và bây giờ em bỏ đầu khuôn vô ngang. Và bây giờ em bỏ đầu khuôn vô nè, đó. Đây là nồi cá kho này, đó. Đây là nồi cá kho. Đây là nồi. Giờ em vớt ra sắp cà chua nghe cả nhà. Đó, vớt ra. Đây, bây giờ sắp cà chua. Giờ sắp cà chua vô rồi đó. Sắp hành. Đây. Đây đậu hũ sắp cà chua. Đây bây giờ nấu canh một tô lên nó. Nấu canh nghe cái nhà mình ơi. Đây canh nóng đây. Đây. Bữa cơm gia đình của em này đó. Đây đây bữa cơm nó chuẩn bị gia đình mình ăn đây đây đó. Đây. Chuẩn bị nó nhẹ nhẹ. Chưa chén sốt chưa á? Đây chưa hết nó. Đây, ăn đi bo. Em lấy cái tô chén sốt bo nó nhẹ. Ăn đi bo. Con mời mọi người ăn. Con mời mọi người cùng ăn cơm tối với cả nhà con. Với bà, với cả gia đình nhà con. Ăn đi, liếc tiếc ăn gì. Công sức nãy giờ nấu cơm giờ ăn mà cả nhà không ăn. Đây là cá kho. Đây là khuôn. Rót nước trà rồi, rót nước cà phê. Ừ. Giỏi dữ nhỉ. Phải ăn cái trà rót sao để nóng. Nè, con nước. Có.